chương trình Cà phê sáng thứ bảy bằng những ca khúc chọn lọc với nam ca sĩ Johnny Dũng, được bảo trợ bởi sản phẩm Super Fugoden dạng nước của công ty Lotus 5.357mg, hỗ trợ giữ vững cho sức khỏe tuổi xuân và cũng là phương cách cuối cùng bảo vệ sự tồn tại cho cuộc sống. Lotus giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời.
Từ Okinawa, Nhật Bản, bất cứ ai cũng nghe và tin dùng vào Super Food Quidin với nhiều khoáng chất tự nhiên tăng hệ đề kháng miễn nhiễm, chống bệnh tật già nua, ung bướu, đe dọa mạng sống. Chỉ cần duy nhất tìm về với Super Food Quidin từ Lotus by Johnny Dũng, thẩm thấu nano, hàm lượng cao tốt nhất, bào chế một cách độc đáo. 5.357mg của dạng nước, yểm trợ cho sức khỏe mỗi ngày với Lotus giúp chúng ta chinh phục cả bầu trời.